với mong muốn đề cao vẻ đẹp truyền thống của tà áo dài Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố này cho biết sẽ giảm giá vé để khuyến khích du khách mặc áo dài khi tham quan các bảo tàng. Theo đó, các bảo tàng, khu vui chơi giải trí sẽ áp dụng chính sách giảm giá miễn vé cho du khách mặc áo dài đến tham quan trong khuôn khổ lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 3. Bên cạnh đó, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng vận động các nhà may, đơn vị bán vải áo dài hoặc phụ kiện kèm theo áo dài giảm giá các dịch vụ, nhất là may áo dài lấy nhanh trong ngày cho du khách trong tháng 3, đặc biệt là du khách quốc tế. Cũng theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội áo dài năm 2017 không những là một sự kiện văn hóa mà còn là một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng thu hút du khách trong và ngoài nước đến thành phố những ngày giữa tháng 3.